Thử thách của chương trình là hò sông nước. Thôi, em ơi anh chẳng có nhiều tiền, tụi mình mà đám cưới thì đấy, liền chi đây. Sẵn tiền anh nói cho hay, anh đẩy ba loại nước hột é, hột mè với hột bí đao. Sông đâu có nước. Nước là nước sông, nước hồ, nước biển chứ không phải là nước uống. Nước ở đây là nước địa lý á. Cho câu hỏi cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1. Nước sông, sông nước biển hồ, biển hồ sông nước biển hồ, nước sông, nước sông nước biển nước hồ, nước sông nước biển biển hồ nước sông. Có 4 cái sông hồ nước biển luôn. Tuyệt vời.